là cái hình như là đơn vị câu lạc đó hả? Rồi có nhiều người đi tới ha, cái này đẹp quá. Cái bếp là gian hàng nấu bánh ú trên trong cái bản nhạc của Phạm Tấn Mỹ mà trên con tàu về Lại Dương á, mẹ mua cho ta bánh ú á. Ôi gian hàng bánh ú đẹp quá luôn. Rồi thiền nang ha, rồi chở ra cây không à, cây ha. Rồi đây là có tàu đi bộ số 7 này, mình đã nói cái tàu nhé. Rồi cái con đường bánh mình đông này trở thành như là cái mùa nhà kia thì bán hoa Tết, thì bán những hoa Tết này ha, những cái lễ hội thì người ta bán ở đây đến đến tiền ha. Năm nay có cái lễ dành cho cái cây 15 tháng 5. Rồi đi tiếp nha. Rồi người ta đang mua cây, trái cây rất là nhiều. Rồi đây là Hiếu Nghĩa, địa chỉ là 455 Cách Mạng Tháng 8 ha, tham gia cái chương trình này. Đầu tiên Hiếu Nghĩa ha, cây hồng ha, đầu tiên. Rồi trái cây năm nay thì nó tiêu thụ rất là yếu, đôi khi sầu riêng nó trở thành sầu chung của nhiều người luôn. Rồi chỗ bán sầu riêng. Rồi ở đây có thêm cái chỗ cho thuê xe đạp này ha. Đó, có những chiếc xe đạp này giống như ngày trung tâm quận nhất á ha. Đây xe đạp. Đây. Rồi những gian hàng bánh kẹo. Rồi trái cây ha. Rồi, rất là phong phú. Rồi người mua chặt luôn. Rồi bơ ha, rồi bơ này gọi là 304 ha, 304.
Rồi. Rồi ba ba đang chơi sầu riêng đã cày khá là nhiều luôn. Bánh Bình Đông, và bên đây là đường Võ Văn Kiệt, rồi vải thiều, đã cây quá trời bao la phong phú ha, rồi tiếp tục là tỉnh Vĩnh Long ha, rồi gia hàng của tỉnh Vĩnh Long ở đây, đây đường Võ Văn Kiệt, bên kia là đường Võ Văn Kiệt ha, bên kia bài sông kênh Tàu Hủ là đường Võ Văn Kiệt. Rồi dưa Malai cái này đi, rồi bán luôn cả cây giống luôn, thời gian cho trái từ 15 đến 20 tháng. Rồi ở đây không những bán mít nữa, còn bán cả cây luôn. Rồi tiếp tục là Vĩnh Long ha, Vĩnh Long tham gia hội này rất là nhiều nha, nãy giờ mình thấy ba của Vĩnh Long luôn nè, Vĩnh Long ha. Tiếp tục đón Vĩnh Long ha, con cúc thôi. Rồi đây là ngã ba đường Nguyễn Chí Nghĩa ra nha, đường Nguyễn Chí Nghĩa ra bên ngoài sông, từ đây bằng ra cầu Nguyễn Tiến Đường khoảng có thể đi lên qua bên kia 8 tiếp đi hướng quốc lộ 50. Bạn nào đói thì lên đây nha, có đồ ăn luôn, đồ ăn nước uống luôn đầy đủ luôn.